Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, thành phố Đông Hà có 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đó là phường 1, phường 5 và phường Đông Lương. Để có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành chức năng và người dân của từng địa phương. Đây chính là điều kiện quan trọng để Đông Hà sớm trở thành đô thị loại 2 theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Kinh nghiệm nào cho việc đạt chuẩn và giữ chuẩn văn minh đô thị tại các địa phương, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay. Trước tiên sẽ là một số thông tin trên các lĩnh vực hoạt động của thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện nổi bật tuần qua của thành phố Đông Hà đó là Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chuẩn y đồng chí Lê Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hà khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 13, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2020-2025 và kiêm giữ chức Tránh Văn phòng Thành ủy cho đến khi kiện toàn được chức danh Tránh Văn phòng Thành ủy. Và công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 13, giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo thành phố Đông Hà vừa có buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình thuộc dự án GMS trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố Đông Hà đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cần tiếp tục kiểm kê, thẩm định, điều chỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố giải quyết các vướng mắc, tiến hành rà soát số liệu đo đạc thu hồi đất, lập phương án bồi thường và hỗ trợ để công khai cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo tốt việc hoàn chỉnh các dự án, bám sát thực tiễn, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho đơn vị thi công để các dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong GMS đúng với tiến độ đề ra. Trước những diễn biến mới khi ghi nhận các ca bệnh COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, thành phố Đông Hà đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh này. Thành phố Đông Hà tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi có số lượng lớn người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi tham quan, du lịch, công tác ở thành phố Đà Nẵng trở về địa phương. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Trên cơ sở đó, các phòng ban, đơn vị chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng các văn bản chỉ đạo. Theo thống kê, thành phố Đông Hà đã có gần 2.400 trường hợp đến các trạm y tế để khai báo y tế. Thành phố cũng đã kích hoạt thêm cơ sở cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà theo quyết định của tỉnh để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi mắc COVID-19, đồng thời triển khai việc test nhanh virus SARS-CoV-2 tại trạm y tế các phường để phân loại, sàng lọc tất cả người trở về từ thành phố Đà Nẵng và những người có yếu tố nguy cơ nhằm ngăn chặn, phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng và dập dịch. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà đề ra nhằm sớm đưa thành phố đạt đô thị loại 2 vào năm 2020. Các địa phương đã từng bước có những giải pháp cụ thể tạo sự đồng thuận trong nhân dân để lập lại trật tự, tạo diện mạo mới và tiến tới đạt chuẩn đô thị. Phóng sự sau ghi nhận về việc xây dựng chỉnh trang đô thị để đạt chuẩn văn minh đô thị tại phường 1 thành phố Đông Hà. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng ở khu phố 2, phường 1, thành phố Đông Hà. Trước đây hệ thống thoát nước không đảm bảo, mặt bằng đường lồi lõm, ảnh hưởng rất lớn đến việc giao thông cũng như mỹ quan đô thị. Sau khi được đầu tư 5,5 tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đoạn đường này đã góp phần quan trọng trong xây dựng văn minh đô thị tại địa phương. Công trình này là khi hoàn thành là người dân rất là phấn khởi. Và khi mà đường làm đẹp rồi là dân họ cũng về cái văn minh đô thị là cái nhận thức họ là cũng tăng lên. Bởi vì là trước đây bây giờ là người dân họ tự giác. Nhưng một số ít thì đang còn cũng đang vận động nhưng mà đa số là họ là tự giác. Thành đường là bây giờ xanh sạch đẹp rồi là và người dân rất là
mừng và hoan nghênh được cái sự đầu tư của là thành phố và tỉnh. Một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng văn minh đô thị mà phường 1 chú trọng thực hiện đó là vấn đề quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch. Trong 5 năm qua, địa bàn phường đã được tỉnh, thành phố và ngân sách địa phương sự đóng góp của nhân dân xây dựng được 20 công trình với tổng mức đầu tư là 115 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống của nhân dân. Từ việc xây dựng văn minh đô thị, tính tự giác, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng không chỉ góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị mà còn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, hệ thống camera giám sát ở các khu phố đã góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trên địa bàn phường thì đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh làm rõ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng trên địa bàn. Đáng chú ý là điều tra làm rõ nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, nhiều vụ trộm cắp tài sản. Sau khi triển khai cái mô hình camera an ninh, quá trình này thì cũng đã công an phường đã điều tra rõ được là 15 vụ vi phạm về phạm pháp hình sự, đặc biệt là những cái tội phạm mua bán ma túy, trộm cắp tài sản, rồi liên quan những cái trộm cắp vặt trên địa bàn. Sau khi mà triển khai cái mô hình này thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường là cơ bản đã giữ vững ổn định, không có những cái vụ việc phức tạp là như trộm cắp tài sản và được bà con nhân dân trên địa bàn được đánh giá cao. Theo tôi, mô hình này cần phát triển nhân rộng vì trong thời gian qua hiệu quả cái mô hình này đã đem lại rất thiết thực, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định. Rất mong thời gian tới các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân cùng bà con trên địa bàn phường chung tay góp sức để mà xây dựng mô hình, nhân rộng mô hình này ngang phát triển và đạt hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn phường. Với sự đóng góp không nhỏ của việc quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch đã góp phần quan trọng để phường 1 thành phố Đông Hà đạt chuẩn văn minh đô thị vào tháng 12 năm 2019. Vấn đề giữ chuẩn đã và đang được Đảng ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng. Và để giữ vững cái danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đưa cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện các cái tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị đi vào chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng phường văn minh và tuyển phố văn minh đô thị. Bên cạnh đó thì tăng cường lệnh chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè và hành lang an toàn giao thông, lập lại trật tự các tuyến phố và làm tốt công tác vệ sinh môi trường để giữ vững cái danh hiệu này. Trong thời gian đến thì chúng tôi trong ra nghị quyết lãnh chỉ đạo chung của hệ thống chính trị của phường thì cũng đưa cái nội dung giữ vững cái phường văn minh đô thị cũng là một cái nội dung trong nghị quyết để đề ra để cho các cấp các ngành để tập trung thực hiện trong hệ thống chính trị của phường. Thực tế ở phường 1 cho thấy vấn đề xây dựng văn minh đô thị không chỉ là sự đầu tư, hỗ trợ từ phía nhà nước, mà hơn hết đó chính là ý thức, sự vào cuộc của mỗi người dân. Mỗi người dân hãy cùng chung tay góp sức để không chỉ đạt chuẩn văn minh đô thị mà còn sớm góp phần xây dựng Đông Hà trở thành đô thị loại 2 trong thời gian sớm nhất. Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.